Những livestream ồn ào của nam em gần đây đã thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Không nằm ngoài cuộc, chồng sắp cưới của cô nàng cũng đã tạo sóng gió khi có động thái nói bóng gió đến Trường Giang trên sóng livestream. Những ngày qua, nam em cùng chồng sắp cưới là những cái tên gây khuynh đảo mạng xã hội khi liên tục có những phát ngôn gây sốc. Tối 18 tháng 2, chồng sắp cưới của nam em đã lên livestream để bênh vực cô và có những phát ngôn gay gắt giữa ồn ào của vợ. Anh tuyên bố, đối với anh, nam em là một người vợ, một người phụ nữ tốt nhất bên cạnh. Anh chỉ biết vậy thôi, còn những đứa khác anh không để ý. Mày nên nhớ, tao không ngông cuồng, tao chỉ bênh vợ tao thôi. Còn nếu chúng mày nghĩ tao ngông cuồng, thích thi đấu một cái gì đó, chúng mày nghĩ chúng mày ghê gớm, thì thôi, tao xin lỗi, tao quỳ xuống xin lỗi chúng mày, nhưng đừng đến nhà tao đá bát cơm, thử đến nhà đá bát cơm xem. Chưa hết, trong lúc nói chuyện, anh bất ngờ đưa ra thách thức. Có những đứa từng bảo là tôi thách đụng đến cô ấy, tao thách mày làm gì vợ tao đấy. Thực ra thì tôi cũng chẳng muốn thách thức gì, chẳng qua muốn thách thức để xem mấy người đó làm gì nam em. Đó là lý do mà tôi không bao giờ muốn buông, vì mấy người đó muốn kích cho tôi và nam em chia tay để dễ làm này làm kia với cô ấy. Còn có tôi thì tôi thách luôn. Năm 2018, Trường Giang đã trả lời lùm xùm quen nam em và Nhã Phương. Nam danh hài đã thẳng thừng tuyên bố với truyền thông, nam em hãy cẩn thận, nếu làm gì đó đụng đến Nhã Phương thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ sống yên ổn được. Đây là câu nói mà cộng đồng mạng cho rằng chồng sắp cưới của người đẹp gốc Tiền Giang nhắc đến trong livestream. Về phía nam em, cô tuyên bố sẽ dừng lại việc bóc phốt. Nam em viết trên trang cá nhân, thôi tao không khui nữa đâu bây ơi, mất công tao bị bế đi làm khổ thêm. Cuộc đời tao chưa có hèn lần nào nên thôi cho tao hèn nốt lần này. Tuy nhiên, sau lời thông báo đó, nam em lại tiếp tục nói, giờ chồng tao chấp hết, ai muốn khui thì kiếm ông ấy nha. Trong những ngày qua, sự việc nam em liên tục nhắc đến người yêu cũ và phanh phui nhiều góc khuất trong câu chuyện quá khứ đã khiến cái tên Trường Giang trở thành chủ đề hot nhất trên mạng xã hội. Nguồn cơn bắt nguồn từ việc nam em xem livestream của Nhã Phương và Phát La, cô nàng vui vẻ gửi tặng cho cặp đôi này một icon hình sư tử có trị giá khoảng hơn 10 triệu đồng. Sau đó, bà xã danh hài mười khó không nói lời cảm ơn và lập tức tắt livestream. Cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận trên trang cá nhân của nam em và cho rằng cô muốn tạo sự chú ý. Nam em bức xúc rằng tôi chỉ tặng cho vui và không cần lời cảm ơn từ họ. Tuy nhiên, người hâm mộ của hai người đó đã tràn qua kênh tôi và chửi mắng thậm tệ. Tôi không bao giờ tặng nữa vì cảm thấy món quà của mình không được trân trọng. Gặp ngoài đường, tôi cũng không quan tâm đâu. Sau đó, drama giữa nam em và vợ chồng Nhã Phương trong quá khứ được người đẹp sinh năm 1996 kể lại trên livestream. Nam em cho biết, trước vài ngày người yêu cũ cầu hôn bạn gái trên sóng truyền hình, anh này còn ghé nhà hàng và đón sinh nhật cùng cô. Chưa hết, nam em đã livestream gần như nguyên ngày cùng với người mẫu Quế Vân nói về hàng loạt sự kiện lùm xùm tình ái với một nam danh hài. Sau đó, cả hai tiếp tục đưa ra thông tin gây xôn xao về hàng loạt nghệ sĩ, ngôi sao hạng A của showbiz Việt.